Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Dewey Shop, kênh phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm GB chính hãng. Trước mắt các bạn là mẫu xe Vario 160. Và xe này anh khách anh muốn lên baga và thùng. Thì hiện tại hãng EV họ chưa có làm baga riêng cho dòng xe Vario 160, mà mình phải chế lại. Thì cái baga này mình được chế lại từ baga của Vario 150 sang. Thì mình sẽ nối thêm bát và mình sẽ canh chỉnh để cho chuẩn với lại cái xe Vario 160. Thì cái cách gắn thì cũng giống như là Vario 150, là mình sẽ giữ lại được cái tay jack zin. Và cái ưu điểm của cái baga này thì khi các bạn mà không xài có thể bán lại cho Vario 150 cũng được, và 160 đều gắn được luôn. Thì với cái cách chế này thì các bạn sẽ sử dụng được cho hai dòng xe là Vario 150 và 160. Thì bên mình sẽ canh chỉnh lại cho chuẩn nhất có thể. Nếu các bạn ở xa thì cần đặt hàng và anh mình sẽ canh sẵn, các bạn về chỉ ráp vào thôi. Và cái lưu ý là Vario 160 thì khi lắp cái cản này mình phải cắt cái phần nhựa ở ngay con ốc tí xíu nha các bạn. Cái nhựa đen mà đẩy cái nắp đẩy phía trên dưới cái yên xe. Thì sau khi lắp xong thì mình sẽ bắt cái đế vào. Thì mỗi cái baga SRV đều có một cái đế đi kèm như thế này. Thì cái đế này các bạn có thể dùng để chở đồ, hoặc là có thể gắn tất cả các mẫu thùng của GV đều phù hợp. Thì cái đế này nó sẽ là cái đế đa năng, nó không có kén thùng. Mình gắn cái thùng nhỏ hoặc cái thùng lớn đều được. Và cái giá mà cái cản Vario là 1.150.000 và công chế qua cái xe này là 100k nữa, là tổng cộng là 1.250k nha các bạn. Thì nếu các bạn ở xa mà muốn gắn cái loại baga này thì cứ liên hệ với shop, shop sẽ làm sẵn hết, các bạn chỉ về ráp vào thôi. Thì cái baga này các bạn gắn vào không cái chở đồ nhìn cũng rất là đẹp luôn, nhìn phía sau giống như một cái cánh gió, và bên hông sẽ có logo của GV nhìn rất là ngầu. Mình sẽ canh lại cho nó phù hợp nhất với cái độ dốc của xe. Và sau khi ráp xong thì anh khách anh chọn cái mẫu thùng để gắn cho cái xe này là thùng B32N. Thì cái mẫu này dung tích của nó là 32 lít, và giá của cái mẫu thùng này 1.280.000 nha các bạn. Thùng này là sử dụng khóa B, khóa rất là dễ sử dụng, các bạn bấm nút và mở ra. Thì cái thùng có sẽ đi kèm thêm một cái đế cho các bạn. Thì đế này là đế đi theo thùng nha các bạn. Còn cái đế hồi nãy là đế theo cản. Và các bạn sẽ có thêm một cái chìa khóa secure. Ở đây là cái mã thùng này các bạn. Các bạn sẽ xem mã thùng bên trong. Đây là B32N. Hàng được nhập khẩu từ GV Malaysia. Và thùng này khi các bạn có chìa khóa, các bạn có thể mở thùng hoặc là mở nắp bằng một nút nhấn. Nút trên là mở nắp, còn nút dưới là các bạn mở thùng ra khỏi xe. Và khi gắn vào các bạn chỉ cần ghim đúng cái ngầm, và các bạn chỉ cần đè mạnh xuống là thùng nó sẽ tự động giữ lại. Và khi các bạn xây khóa đứng và rút chìa khóa ra thì hai cái nút đó sẽ vô hiệu hóa luôn nha các bạn, không ai mở nắp cũng như là mở thùng của các bạn được. Và mình sẽ xin nhắc lại cái cản chế cho Vario 160 là 1.250.000, và cái thùng này là thùng B32N, giá là 1.280.000. Nếu các bạn nào thích combo này có thể liên hệ với shop để đặt hàng. Thì mình shop, nếu các bạn ở xa thì bên shop có làm sẵn để gửi đi cho các bạn. Ở shop còn rất là nhiều mẫu thùng khác cho các bạn lựa chọn, với nhiều cái dung tích và kích cỡ khác nhau. Thì tùy theo sở thích và nhu cầu của các bạn thì shop sẽ tư vấn mẫu thùng nào phù hợp nhất với các bạn. Bên shop tất cả hàng đều nhập khẩu từ Kiwi Malaysia, và đều là hàng chính hãng hết nha các bạn. Bên mình không có bán hàng mộng một hoặc là hàng copy. Và nếu các bạn ở xa thì bên shop sẽ gửi qua Đức COD, là gửi hàng đến các bạn mở hàng để kiểm tra đúng hàng mới thanh toán, không cần phải đặt cọc hoặc là chuyển khoản trước nha các bạn. Các bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng Dewey Shop tại số 165 Linh Đông, Thủ Đức để tham khảo thêm sản phẩm. Các bạn theo dõi nếu mà thấy hay thì các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh của shop. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Shop xin chào và hẹn gặp lại.